À đúng rồi, cái vụ tiểu đường bác sao rồi? Ngon rồi. À, như nào các bác kể hành trình cho nào? Bác bị bao nhiêu năm tiểu đường rồi? 13 năm đấy. 13 năm tiểu đường. 13 năm tiểu đường. Dạ. Và năm bị tàn rồi. Sau kết hợp nhiều cái, nhà đồng khác của nó. À, bác nói từng bước bác chữa tiểu đường thế nào? Bác nói to này. Từ ngày 3 lần sau vòng 3 tháng, có thể là có việc xuất hiện ra sai. Vâng, đây là 63 ngày 3 rồi. Vâng, sau này đây là 1 lần. Vâng, đúng rồi, đây là 7, 63 này, 7 này, 7 này, 4 này, 113 này. Hãy cái 37, 37, 37 là 41, 41, đấy. Mà à không, cạnh 37 là cái thằng 37 là 40 trái thôi. 40. Đây là 37, 40 bên trái. Đấy. Chỉ thế thôi, chỉ châm huyệt thế thôi, một ngày 3 lần. Châm huyệt đấy ngày 3 lần, bằng lại theo đúng hướng dẫn. Vâng. Mỗi lần thì 2 lượt. Mỗi lần 2 lượt, mà mỗi lượt một cái là 40. Mỗi lượt mỗi cái là bao nhiêu? 40 cái đếm. 40 cái đếm, bằng lại. Vâng. Xong rồi kết hợp với... Vỗ tay như này, chỉ vỗ như này. Chỉ vỗ này. Vỗ này là tay vỗ nào bác? Đây là cái vùng này là vùng thận, cái kỳ này. À, vỗ trên lưng tay chứ không phải lòng này. Vỗ trên lưng tay, lưng tay chứ này. Mỗi lần 200 cái đấy, đối xứng đấy đúng không? Đối xứng đấy, đối xứng ở nó ở trong này mất để vỗ đối xứng. Đấy. À. Cái lăn tại cái vùng nào? Vùng thắt lưng này. À, vùng thắt lưng. Đấy. Đấy thì ba cái đấy. Ba cái đấy. Và thêm một cái nữa mà là cái này thì không thường xuyên lắm nhưng mà ít nhất ngày là mình nếu được 2 lần tốt là co gối. À rồi, kéo gối để tập cho cái nội tạng này. Đấy, cái nội tạng này. Vâng. Đấy, mỗi lần 200 cái. 200 cái. 2 lần. Cái này 2 lần thì tốt, không có 1 lần. Vâng. Thế mình cũng ngon đấy. Thế bác làm như thế trong vòng bao lâu thì có kết quả? Hôm mà cái lọ bắt đầu học ở lớp thì mình là có kết quả rồi. Bắt đầu học ở lớp 2 tuần thôi đây. 2 tuần là mình đã thuốc còn ngủ rồi. Khoảng độ 1/5 rồi. Thế ạ, tức là bác giảm độ thuốc còn xuống 1/5. Còn xuống 1/5. Sau 2 tuần học ở đây. Học ở đây. Hay quá. Và bây giờ thì không thuốc, chỉ có tắt thuốc. Chỉ tập thế thôi, bác hàng ngày cũng kiểm tra đường không? Có chứ. Trước đây đường của bác bao nhiêu? Trước đường thì nó nếu phải uống, mình muốn giữ, mình bảo uống cái nước thuốc 5 lần đấy. Cái lần là thì mình giữ được. Vâng. Hơn 6. Hơn 6. Nếu cần không uống thuốc thì sao? Không uống thuốc thì nó lên phải hơn 9. Hơn 9. Hơn 9. Mà đấy là còn giữ ăn. Còn giữ là ăn giữ. Sau khi bác nằm ở đây, sau 2 tuần, bác xuống còn 1/5. Còn uống thuốc và tôi dùng uống thuốc chỉ còn 1/5. Mà cái lượng đường đo buổi sáng thì sao? Lượng buổi sáng cũng vấn đề. Trong vòng 6 cộng trừ 2. Giảm thuốc 1/5 nhưng lượng đường vẫn vấn đề. Sau khi mình nằm dịch trần đấy 2 tuần. Sau đó thì bao lâu thì bác? Khoảng làm hết trong vòng 3 tháng. 3 tháng? Dịch trần. Làm 3 tháng dịch trần. Sau khi mình không bây giờ thì mình không dùng thuốc. Thì hàng ngày bác có kiểm tra đường không? Vẫn kiểm tra. Vâng. Hoặc là ví dụ thì bảo thì tối mà ăn cái gì? Vâng. Mà không có anh em nhiên thì là mình sáng sau phải đang. À đấy ạ. Thì bác tránh được đường sao? Nên là bắt đầu. Ủa tốt quá, chúc mừng bạn. Nhưng mà 13 năm tiểu đường. Quá quá hay, giỏi quá. Cái quan trọng là tập đều. Tập đều, làm đều, ăn đều. Ăn uống phải, vẫn phải kiêng. Vẫn phải kiêng. Nhưng mà không, tức là bình thường nó cũng kiêng quá. Nhưng mà để ý đừng có ăn quá. Vâng. Đừng có ăn quá, đường nhất là buổi tối. Những cái quả ngọt. À, tức là kết hợp với cả kiêng kem ăn uống cho nó điều độ. Điều độ. Nhìn bác này không ai nói đâu, 13 năm từ nữa. Da dày hồng hào. Mắt vẫn còn một mắt 10 trên 10. Mắt 8 trên 10. Nhìn hẳn 13 năm tiểu đường liền liền. Nhìn da dẻ rất là hồng hào, rất là đẹp. Ai bảo tiểu đường 13 năm đây là mặt đỏ. Và bây giờ có diện trần nữa là thôi. Thôi về cái hình. Cái hình sức khỏe. Để nhắc lại cho mọi người biết là khi chữa tiểu đường ấy thì bác sẽ bấm bộ của bác này 63 đúng không ạ? 63 này, 7 này, rồi đến 113 này, 17 này. Đây cả hai bên nhé, 63 này một huyệt ở giữa thôi. Sau đó bác bấm huyệt 37 này, bấm huyệt 40 này. Đấy là huyệt. Mỗi lần bác bấm 3 vòng như vậy. Mỗi một huyệt bác bấm khoảng 40 giây và bác bấm lại 2 lượt như vậy. Đấy là pháp đồ thứ nhất. Pháp đồ thứ hai là bác gỗ như này, bác lại gỗ như này mấy chục cái.
Vuông con này từ 150 đến 200 cái. À, 200 cái vuông ở đây. Cái vì cái này nó phản chiếu cái hàng thận đúng không ạ? Thận có cả tụy ở thứ đây. Đấy, sau đó là bác lăn tại cái vùng lưng này. Làm bắt đầu thứ ba. Đấy, và một ngày bác làm hai buổi như vậy. Đấy. Hai buổi hay ba buổi? Cái mấy cái bước vừa rồi ạ. Cái này thì khoảng ba lần. Ba lần, vuông hay ba lần. Cái này ba lần. Bởi vì nghe cũng sẽ dùng điều thôi. À. Đen đỏ. À. Làm như vậy thôi. Cái này vừa đỡ ra và căng chặt. Rồi, căng chặt. Và bấm huyệt thì bác bấm ngày mới cũng được vậy. Bấm huyệt thì ba lần. Sau đó là sáng, trưa, tối. Sáng, trưa, tối. Sau đó thì sáng và tối. Sáng, tối. À. Nhưng cái buổi sáng rất quan trọng. À. Không biết là tôi cảm giác thế. À đúng rồi. Đúng, buổi sáng là buổi quan trọng. Buổi sáng rất quan trọng. Thì sao? À đúng rồi. Buổi sáng là buổi quan trọng nhất. Tại vì lúc đấy hệ thần kinh mình nó sẵn sàng nhất. Sau này buổi trưa, tối. Thì buổi sáng và buổi tối thì tôi kết hợp hai cái. Sáu vùng phản chiếu, sau đó phản chiếu, anh sáu vùng phản chiếu để mình tiếp sau ấn hay quá đây tuyệt vời. Một lần chữa tiểu đường 13 lần, 2 tuần đã giảm thuốc 1/5, 3 tháng là bỏ thuốc rồi. Và từ khi bác bỏ thuốc giờ là bao lâu rồi, mấy tháng rồi? Bỏ thuốc phải được 4 tháng. 4 tháng bỏ thuốc rồi mà nó vẫn rất đều cả đấy. Chúc mừng bác. Cứ như thế nào? rất là chúc mừng bác, rất là vui khi mà bác học điện trần và có kết quả như vậy. Chúc mừng bác nhé. Chúc thầy có nhiều học viên. Vâng. Phổ biến cho nhiều người. Vâng.